thành phố Buồn. Toàn cảnh thành phố nằm giữa thung lũng. Rất tuyệt vời luôn. Tây qua bên Nha Trang. Nha Trang 140 km. Đây mình đang Hai Ả. Quán cà phê Hai Ả dưới đây à. Đá đẹp đẹp ra. Đây toàn cảnh thành phố Buồn. Tại sao có bài hát thành phố Buồn? Thì thành phố Buồn là thành phố Đà Lạt, gọi là thành phố Buồn. Thấy không? Vừa tới thành phố Buồn nhìn thấy mặt anh này anh buồn rồi. Biết buồn hai là đi quá rồi. Có buồn nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Đây là những cái nhà trắng ở dưới thung lũng, đó là những đồi, đó là những cái nhà trồng rau, trồng rau của thành phố Đà Lạt. Thì toàn cảnh đây là những cái trang trại rau sạch, rau trong trong lồng kính, đó là của thành phố Đà Lạt. Dớt hết cái thuốc rồi đi tiếp. Đoạn đường của mấy anh em sẽ chuẩn bị đi về Đắk Lắk. Đi ngang cái thành phố Buồn thì chúng em mới đi tẻ về Đắk Lắk, lên Gia Lai. Cảnh một cảnh trồng rau rất là đẹp. Toàn bộ những cái cái lồng kính để trồng rau sạch, quá đẹp, thung lũng. Thành phố nằm giữa thung lũng. Thì theo như kể lại thì thành phố Đà Lạt là một thành phố nằm ở miệng một cái núi lửa, một cái miệng của núi lửa của ngày xưa. Thì thành phố nằm trong trên cái miệng núi lửa ngày xưa, xung quanh cái miệng núi lửa. Thì đó là cái hồ Xuân Hương, đó là cái miệng núi lửa. Hồ Xuân Hương là miệng núi lửa. Thì ngày xưa thì phun ra, khi mà hết thì ngọn lửa nó tắt đi thì nó sẽ trở lại. Hiện tại bây giờ là nó có mưa lâu ngày thấm lâu thì nó sẽ trở thành một cái hồ không có thoát nước đi, thành ra đó là gọi là cái hồ Xuân Hương. Tại vì nó trên cao nguyên mà tại sao trên ngọn núi lại có cái hồ đó là miệng núi lửa đó. Thì đi cặp theo cái đất Đà Lạt này thì tất cả những cái đồi thông thì thường là có những cái cây thông như thế này. Thì đây là những đất cỏ, đây là đất cỏ này đó, những cái đất cỏ đó là gọi là nham thạch mà đã phun từ ngọn núi lửa ra đó. Những vùng đất đỏ đó là nham thạch phun từ ngọn núi lửa ra đó. giờ chỉ có cây thạch mấy có thể sống nổi này. Ok, xin chào quý vị. Nếu
vệ sinh đó thì cái đường kia nó sẽ bị chết đầu. Ô, long, bỏ đi. Thì nói từ đó